chạy mà, đừng chạy mà, đợi ta với. Nữ quân ở yêu giới này đúng là vừa hào sảng lại rộng rãi. Là thượng quân Thanh Mục. Đúng là ngài ấy, đúng là ngài ấy kìa. Đẹp trai quá. Đúng là giống như lời đồn. Đúng vậy. Không ngờ ta lại được gặp người thật. Người vừa rồi có phải là thượng quân Thanh Mục không? Đúng vậy, cô không nhìn nhầm đâu. Đẹp trai quá. Đúng, đúng là đẹp thật. Bộ này đúng là rất đẹp. Ngươi thật sự muốn cùng ta đi tìm Bách Nguyên sao? Tất nhiên rồi. Được. Có điều ta cũng không thể cứ thế dẫn ngươi đi được. Ít nhất ngươi cũng phải góp chút công sức vào nhiệm vụ tìm người của chúng ta chứ. Do linh lực thì ở đây không ai là đối thủ của ta. Không phải bảo người đánh nhau, vậy người muốn ta làm gì? Thượng quân có biết điều quan trọng nhất khi tìm tung tích của một người là gì không? Manh mối, không đúng, Linh Châu. Người muốn ta giúp người kiếm Linh Châu sao? Phía trước có một nơi hẻo lánh, nửa canh giờ sau chúng ta sẽ tụ họp tại đó. Vậy người đi đâu? Chẳng lẽ người lại muốn bỏ rơi ta một lần nữa sao? Nửa canh giờ sau gặp. Ta còn tưởng người là chạy mất cơ. Không đâu, đã nói là cùng đi mà. Ta còn phải nhờ ngươi kiếm Linh Châu đấy. Ta có cách, muốn kiếm bao nhiêu cũng được đi. Sợ là thượng quân không biết. Chỉ cần một cái bóng của ngươi cũng có thể bán được 20 Linh Châu thượng phẩm ở tiên giới. Một nửa nữ quân ở tam giới này đều quỳ đạp dưới gối của ngươi đấy. Ngươi khôn ngoan thế này, sợ là chưa kiếm được Linh Châu thì cả yêu giới đã biết thượng quân Bắc Hải tới rồi. Vậy chúng ta cũng không thể đi đường tắt thế này được. Ở đây cũng có thể kiếm được Linh Châu. Kiếm thế nào? Đợi ta một lát. Là thượng quân Thanh Mục. Thật sự là thượng quân Thanh Mục. Thượng quân Thanh Mục, thượng quân Thanh Mục. Người. Đợi ta giới. Đợi ta giới. Người. Nhìn ta đi. Đừng chạy mà, đừng chạy mà. Đợi ta với. Thượng quân. Thượng quân Thanh Mục, thượng quân Thanh Mục. Đừng chạm vào ta, ta không phải Thanh Mục. Thượng quân Thanh Mục, đừng đi mà. Người đừng qua đây. Đợi đã. Nữ quân ở yêu giới này đúng là vừa hào sảng lại rộng rãi. Thượng quân Thanh Mục vẫn còn giận à? Chúng ta cũng bị tìm người mà, đúng không? Hơn nữa, ngươi cũng đồng ý rồi mà. Ta nhìn cũng thương lắm chứ. Nhưng mà ai ngờ ngươi dễ bị trêu ghẹo như vậy. Tùy tiện trêu ghẹo ngươi một chút mà ngươi đã chịu không nổi rồi. Hơn nữa ngươi nghĩ xem, nhất định mọi người sẽ không tin ngươi chính là thượng quân Thanh Mục ở Bắc Hải đâu. Bây giờ thì ta tin thật rồi. Ngươi không phải kẻ háo sắc, tuyệt đối không phải. Ngươi có đói không? Chúng ta đi ăn cơm được không? Đừng giận nữa. Hơn nữa, hôm nay chúng ta kiếm được một khoản lớn, đủ tiền để đi tìm Bách Nguyên rồi. Ngươi không biết đâu, bộ y phục này ngươi mặc đẹp lắm. Vậy tại sao ngươi lại ghét ta như thế? Thật ra không phải do ngươi, mà vì ngươi là người cảnh chiêu thích. Nhưng ta không thích cô ta mà. Chúng ta đi ăn cơm nhé. Ta đói rồi.